chắc nịch nhá, không phải cậy má phanh nhá. Ok chưa cả nhà? Đây tiếp này, quay này, bóp vào này, ăn nhá các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ bóp phanh này và test độ bon cho anh em này. Phanh đĩa này, các bạn lại đang gặp được một chiếc xe 20 triệu view trên Facebook mà mình đăng liên quan đến chiếc Way của vợ mình. Mình mua một chiếc Way mới về để độ để cho vợ đi chợ, để ngày hôm nay Lĩnh lột xác lại cho vợ mình có một chiếc xe mới để đi chơi Tết. Thì các bạn xem thẩm Lĩnh xem là những cái món đồ chơi mà Lĩnh đã độ từ trước đến nay ở trên chiếc xe này hơn gần 2 năm thì xem nó còn bền bỉ không, thì Lĩnh sẽ cùng các bạn review chi tiết ở video ngày hôm nay liên quan đến chiếc Way độ cho vợ đi chợ ngày Tết của năm 2023 này. Các bạn nhìn thấy màu có đặc sắc và đẹp không các bạn ơi? Hello, xin chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình. Ngày hôm nay Lĩnh sẽ cùng các bạn quay video liên quan đến chiếc Way mà mình dọn lại cho vợ mình đi chợ Tết. Đây là một chiếc xe giành được hơn 20 triệu view mà mình đăng video này ở trên Facebook và trên TikTok hay là trên YouTube. Thì các bạn cũng biết đến chiếc xe này là mình độ rất là nhiều đồ lên rồi. Mình hôm nay sẽ cùng các bạn chi tiết sâu hơn về những cái món đồ chơi lên có bền hay không. Thì hôm nay là đây là một chiếc xe mà vợ mình đi rất là phá các bạn nhé. Và thậm chí là mình chiếc xe này mình mang về để cho những anh em mượn xe đi lại xung quanh đấy. Cũng có một số bạn đi ngã rất là nhiều rồi. Thì Lĩnh sẽ cùng các bạn review chi tiết hôm nay định làm gì cho chiếc xe ngày hôm nay các bạn ơi. Chiếc xe ngày hôm nay định chia sẻ cho anh em mình đã thay toàn bộ màu tem. Nó nữ tính hơn một tí, nó phù hợp với lại phụ nữ hơn một tí. Mà thậm chí là rất là nhiều các bạn cũng thích cái màu này. Đây là màu file, hai màu. Mình dán ở trên bộ đề can trắng ngọc trai phối màu tím hồng kết hợp là màu xanh theo đăng ký các bạn nhé. Còn với một bộ tem, một bộ tem rời có chữ Way màu vàng vàng ở đây. Đấy, bộ tem rời này thì mình thiết kế riêng. Đó thì cũng rất là ít có bộ tem nào lên được như thế này. Và cái thứ hai nữa, về cái bộ đề can thì mời cameraman quay về đằng trước này thì Lĩnh sẽ cùng các bạn review chi tiết ở trên chiếc xe này. Đầu tiên, về cái phần bộ đề can thì các bạn nhìn rõ tổng thể ở dưới đằng trước này thì nó sẽ chất hơn. Đó, màu hồng phai tím xanh. Bộ tem đề can đây. Một chiếc Way cơ chắc chắn là phanh cơ rồi, thì mình cũng độ đĩa cũng rất là lâu rồi, thì tí bộ phận đĩa thì Lĩnh sẽ chia sẻ cho anh em mình. Bi cầu độ có bền không các bạn? Bi cầu độ có bền không các bạn thì anh em đánh giá comment xuống phần bình luận giúp mình nhá. Mình đang chạy trên chiếc xe mình là con bi cầu Titan Black phiên bản 6000K, thì bi cầu này đã khai tử rồi anh em. Bây giờ nó có nhiều bản nó nâng cấp cao cấp hơn, thì với con này thì dùng khoảng tầm 10 năm không hỏng các bạn nhá. 10 năm không hỏng. Lên cho chóa quay. Bao tay mình sử dụng đổi mới đi, vì cái bao tay thì anh em dùng khoảng tầm nửa năm, một năm thì nó cũ hỏng rồi. Thì cái bao tay này các bạn nên thay thường xuyên để cho nó bền hơn. Thì đây mình sử dụng bao tay của Racing Boy màu đen, gù đầu gù inox rất là dài đây, đầu gù inox rất dài. Cái cùng phanh này, cùng phanh côn tổng 14mm của Racing Boy thì lần này ấy, thì Lĩnh giấu cái bình dầu vào trong, không lộ bình dầu lên trên nữa, cho nhiều anh em chê xấu ở cái bình dầu. Thì hôm nay Lĩnh giấu hẳn ở trong các bạn nhá. Cùng 14mm, kéo xuống bên dưới. Dây dầu Lĩnh sử dụng vẫn là dây dầu của Adeline. Đấy, dây dầu Adeline thì cái này hơn 2 năm rồi. À, gần 2 năm rồi. Phuộc thì mình sơn lần này, phuộc lần này ấy, thì mình sơn phuộc thành đổi thành màu đen nhìn cho nó khỏe hơn một chút. Cái đĩa lần này Lĩnh vẫn sử dụng đĩa 260. Đĩa 267, chính xác là đĩa 267 của TQ6, đĩa của này made in Việt Nam các bạn nhá. Heo Adeline. Đấy thì các bạn có thấy bền không? Heo vẫn còn nguyên. Chỉ có đĩa là Lĩnh thay đổi đi để nhìn cho nó không còn bị đen đen quá thôi. Ốc thì Lĩnh vẫn sử dụng ốc inox các bạn ạ. Ốc vẫn inox. Có một cái điểm trừ nhất ở cái sản phẩm mang một cái thương hiệu rất là lớn của Racing Boy là cái niềng nhôm của Racing Boy này. Thì không phải là sau 2-3 năm sử dụng đâu, mà cái niềng này nó chỉ còn khoảng tầm các bạn lắp lên xe chạy chỉ còn khoảng tầm 3 tháng thôi là nó đã xuống màu. Thì đây là cái điểm chê nhất của Lĩnh liên quan đến cái niềng của Racing Boy này. Đấy, nếu như các bạn có ý định lên niềng của Racing Boy thì anh em nên lên niềng đen cho nó chất. Ở cái bộ căm, cái nan hoa ấy, miền Bắc gọi là nan hoa còn miền Nam gọi là căm ấy, thì cái phần căm của inox của Racing Boy này nó cũng rất là bền, không bị dỉ các bạn nhé, không bị dỉ sét đâu. Đấy, còn về phần niềng đây, lốp thì mình vẫn chạy lốp zin theo xe nguyên bản. Thì thực ra là vợ mình đi nó phá nên là nhiều khi muốn độ lốp đua mô tô ấy thì không phù hợp lắm các bạn ơi. Đây ạ, carbon này, carbon anh em thấy bền không? Đấy, các bạn bon bên mình nhúng có bền không? Đấy, vẫn nguyên bản đấy các bạn nhé, vẫn nguyên bản đây, từ trên đầu xuống dưới carbon vẫn bền nguyên bản luôn cho các bạn nhé, không bị bong chóc. Thì riêng phần carbon này làm nó rất là đắt tiền và bảo hành cho anh em mình 2 năm các bạn ạ. Nó cũng không hề đơn giản để lên được dàn nhựa carbon mà nó không bị bong chóc, sử dụng nó vẫn mãi mãi như thế đâu.
các bạn quay lại đây, các bạn quay lại đây. Đây này. Đây này, cho các bạn kiểm chứng này. Đấy, vợ mình đi xe như phá này, cái phần này là nó lùi đít hay là dắt này. Đây, đoạn này các bạn đừng bảo bong nhá. Nếu mà bong ấy thì chỗ này đã xịt nước và nó đã bong rồi, hoặc là để lâu ngày ấy, cái này là chỉ nó lùi và nó xước thôi. Đó, thì cái này chia sẻ luôn cho anh em là anh em của bền tại người các bạn nhá. Còn nếu mà bong ấy thì xịt nước hoặc là đi lâu ngày nó đã bong rồi, cái này chỉ là xước thôi anh em nhá. Điểm thứ hai nữa, cái tay dắt titan trên này. Cái tay dắt titan trên này thì mình vẫn là màu rất là đẹp, nhưng mà chỉ có tội mỗi cái là hay đặt đồ ở đây, hay chở ngan chở vịt trên này nó xước thôi. Nói chung là cái tay dắt titan này cũng rất là chắc và bền. Đấy, mình bay người trên này. Ok chưa anh em? Ui giời. Được chưa? Đấy, chắc chắn nha các bạn, không lo gãy cái bát này đâu. Cho nên là những cái sản phẩm đồ bên mình thì anh em quay tiếp này. Cái móc này 250 này. Đấy. Cái móc titan này 250 này. Đố các bạn tìm ở đâu luôn. Đấy, cái móc titan là ngày xưa Lĩnh mua ở trong Sài Gòn đấy, và tận chợ Tân Thành để mua đấy. 250 nguyên cái thanh này thôi. Anh em thấy ngầu chưa? Đầu tư là quá chất luôn. Baga titan nhưng mà đây là inox lên màu titan rồi các bạn nhé, không phải baga titan đâu. Đồng hồ điện tử nữa này các bạn ơi. Đồng hồ điện tử. Đấy, đồng hồ điện tử có bền không ạ? Đồng hồ điện tử có bền không ạ? Đấy, chạy được 3.500 km ở đây các bạn. Đấy, có bền không ạ? Đó, quá bền luôn. Cái này là mình quay ngoài nắng cho nên là cái ánh sáng nó bị hắt, nó quay lung tung vậy thôi các bạn nhé. Và hôm nay có những món đồ mới ở góc bên này cơ. Vâng, đó là vừa rồi Lĩnh vừa chia sẻ đến cho anh em mình những cái mà dùng ảnh hưởng bởi thời gian hoặc là bởi người dùng các bạn nhé. Tiếp theo Lĩnh sẽ review cho anh em mình những sản phẩm mới của ngày hôm nay. Toàn bộ những phần chân trống đứng, chân trống nghiêng, cần phanh đấy, thì bên mình đều là lên inox hết rồi. Đấy, toàn bộ phụ kiện inox hết rồi. 304 xịn và cao cấp luôn cho các bạn, chia sẻ cho anh em mình. Và tiếp theo đây có bền không ạ? Của vô titan LLVL từ đầu đây. Anh em nhìn thấy có bền không ạ? Đấy, từ đầu các bạn nhá. Thì những sản phẩm đấy là lắp từ cái bản độ đầu tiên cách đây gần 2 năm rồi. Ốc inox cũng lên full rồi. Đó, dàn máy ốc lên full. Ở trên này mình sử dụng thêm cái lần này thay đổi là cái cần để chân. Đấy, cái chân nhẫm Takewa. Đấy. Phuộc Racing Boy bản C đen ti vàng. Thì cây phuộc này cũng rất là bền, hiện tại là chưa có chảy dầu đâu, chưa phải bảo hành anh em nhé. Bô sử dụng bô zin, dán cái ốc bô này cũng là dán đề can cao cấp đổi màu titan. Cái này là dán đề can đó các bạn nhé. Và cái này thì cũng rất là nhiều anh em quay hay hỏi Lĩnh. Đợt trước Lĩnh có cái dán ốc bô đen ấy, mà có cái ngôi sao cắt nửa màu xanh ấy. Anh em bảo là anh em có bán ốc bô này không. Thực ra là cái đấy nó là dán đề can đen thường thôi. Anh em ra tiệm đề can nào dán cũng được các bạn nhé. Thay đổi tiếp theo về phần đằng sau này là mình thay đổi toàn bộ những cái dàn chân. Thì bây giờ Lĩnh sẽ sang góc bên này để review cho anh em mình. Nhưng từ từ đã các bạn ơi, ở bên dưới này này các bạn này, cái này có bền không ạ? Cái này có bền không? Đây, toàn bộ những phần cần phanh Takewa, đấy, cần kéo inox đằng dưới này bên mình cũng thay thế từ đầu rồi, rất là ngon các bạn nhá. Đây, cái niềng Racing Boy đằng sau này thì nó không bị phai bằng cái đằng trước đâu các bạn ạ. Đấy, nó vẫn trắng hơn. Hey yo, đây cái phần này Lĩnh sẽ giải thích cho các bạn này. Nhiều anh em xem video ở trên top hay là trên Facebook mà mình quay đĩa nó rất là bon. Nhiều anh em thắc mắc bảo mình nhiều anh em không phải thắc mắc đâu mà nhiều anh em cào bàn phím ấy bảo là mình cậy heo ra để test cho anh em mình, phanh thì bóp thì sâu. Thì mình cũng đã có một video giải thích ở trên chiếc X-Side rồi, nhưng mà thôi thì nhân tiện hôm nay có phanh đĩa nhưng mà lên vành nan các bạn nhé, không phải vành đúc. Cũng có anh em cào bàn phím bảo là lên vành đúc thì đĩa nào quay chả bon đúng không. Đây bây giờ mình bóp phanh này. Đây anh em nhìn này, chắc nịch nhá, không phải cậy má phanh nhá. Ok chưa cả nhà. Đây tiếp này, quay này, bóp vào này, ăn nhá các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ bóp phanh này và test độ bon cho anh em này. Phanh đĩa này. Đấy, ok chưa cả nhà. Bóp này, được chưa các bạn, bon chưa ạ? Ok các bạn nhá. Thì đây là cái phần phanh đĩa Lĩnh cũng giải thích đến cho anh em mình là cậy ra làm gì, sẽ mất thời gian. Làm được, anh em còn phải chạy xe về chẳng hạn các tỉnh gửi lên ở Thái Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Dương hay là Hà Tĩnh, Nghệ An gửi lên cho mình làm xong mình gửi xe về đấy cơ mà, mình có giữ xe lại để ở đi đâu mà các bạn lại thắc mắc thế. Còn nếu mà bị như vậy thì anh em về anh em đã phản hồi rồi. Anh em ơi, đừng lo nhé các bạn nhé. Vâng, phần phanh đĩa thì đã xong anh em mình nhá. Mình đã test cho anh em mình rồi. Đấy, chân chống inox này, chân chống phụ này, cần phanh inox này chắc chắn là sẽ không bị gì. Thì bản độ lần này các bạn thẩm giúp Lĩnh xem nó có đáng để đầu tư cho vợ mình đi chợ cái phần Tết không. Anh em đã có xe đẹp chơi Tết chưa?
anh em mà cần mua phụ kiện, mua đồ thì anh em mình cũng chốt đơn sớm giúp mình trước. Nói chung là đừng cận Tết quá anh em hãy chốt đơn nhé. Không anh em mà chốt đơn cận Tết quá là bên mình không ship được về cho anh em đâu. Và cái lúc ship họ nghỉ làm việc rồi thì anh em mình cũng không nhận được hàng. Cho nên là các bạn mua hàng bên Lĩnh này thì các bạn nên nhắn tin qua Zalo, Facebook, chốt sớm giúp Lĩnh đi các bạn ơi. Review tiếp cho anh em mình bên này các bạn nhá. Sang bên này ạ. Sang bên này cho anh em mình xem cái phần review tiếp các bạn nhá. Vâng, cương thi, cương thi. Rồi, ở phần bên này thì Lĩnh review đến cho anh em mình là cái bộ tem chi tiết rồi đúng không các bạn. Lần này Lĩnh thay đổi lớn nhất ở cái chiếc xe này ấy, mà tốn tiền nhiều nhất ấy, là cái chiếc gắp này. Đây, chiếc gắp này. Đây là chiếc gắp Fuel 125 chính hãng, hộp xích Fuel 125 chính hãng. Và toàn bộ những chi tiết các bạn nhìn thấy cái nắp hộp xích này. Anh em nhìn nắp hộp xích này, bóng không? Ui dồi ôi, đẹp thế nhờ. Chân chống inox này đó. Đẹp thế nhờ. Tăng xi nhan này, tăng xi nhan này các bạn này, tăng xi nhan này, tăng xi nhan của hộp xích Fuel. Chứ còn bình thường là nó sẽ bị dài ra các bạn nhé, nó bị dài ra đây đằng sau này, lên hộp xích này. Đấy, anh em thấy không, đằng sau lên hộp xích này các bạn nhìn này. Mãi không nghỉ đó thì thôi, thì đây cũng là coi như là lần này thay thế lớn là ngoài bộ tem và cái gắp ra, thì video ngày hôm nay thì Lĩnh cũng chia sẻ đến cho anh em một cái màu mới và những cái sản phẩm mình làm lâu năm lâu ngày. Và sau quá trình sử dụng lâu dài thì Lĩnh vẫn quay lại review đến cho anh em mình chiếc xe ngày hôm nay. Thì các bạn thấy chiếc xe này như nào? Đừng quên đóng góp ý kiến xuống phần bình luận các bạn nha. Video của anh em mình hôm nay xin phép dừng tại đây. Và Lĩnh cũng chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch thật là an toàn, ấm áp và có người yêu các bạn nha. Xin chào anh em quay và tất cả những anh em van ruột của bên mình. Bye bye anh em. Thương em mà rồi cho anh chờ, anh đợi được không đậm sâu.